Như tôi khuyên rồi, bà làm được những vấn đề rất tốt thì bà hãy tập trung vào việc xây dựng những việc tốt đó. Còn bà không nên nói những cái gì khác của người khác nữa. Kẻo á, bà sẽ bị khẩu nghiệp. Nhất là bà mà đụng tới một vị người ta bỏ hết tất cả. Người ta là người tu không quan tâm đến đời nữa, chỉ có bình bát thôi. Đó là cái lõi nồi cơm điện. Bà tưởng rằng bà đem cái hạt kim cương nghìn tỷ của bà để đấu với cái lõi nồi cơm điện à? Chưa chắc ai được đâu nha. Nên là bà tưởng rằng bà không ai biết quá khứ bà. Báo chí của Việt Nam nói đầy đấy rồi. Thế bà cứ lên tiếng đi. Tôi đang đợi đó. Và tôi đã nói rồi, bà mà lên tiếng không có bằng chứng dữ kiện đầy đủ mà cứ lấy cái gì gọi là thuyết âm mưu, tôi nói trước cho bà nghe luôn. Tôi chưa bao giờ quay xe. Tôi đứng về phía chính nghĩa. Bà phải bước qua cái viên gạch đầu tiên là tôi sẽ có góc nhìn của tôi. Nói thẳng. Dạ, Hiếu Phan xin mến chào tất cả quý khán giả. Chào mừng quý vị đến với bản tin trên kênh của Hiếu trong ngày 19 tháng 10. Thì nội dung thông tin trong video này cũng khá là hay, khá là đặc biệt, có liên quan đến cái sự việc lùm xùm của bà Nguyễn Phương Hằng với cái lời tuyên bố là sẽ quất không trượt phát nào vào ngày 20 tháng 10 sắp tới đây. Thì còn có một ngày nữa là thưa quý khán giả, ai cũng nôn nóng là để xem bà ấy sẽ quất ai, có quất sư Thích Minh Tuệ hay không. Thì hôm nay Hiếu xin chia sẻ cái bài viết của nhà báo Hoàng Nguyên Vũ cũng nói về cái sự việc lùm xùm này. Và bên cạnh đó thì Hiếu cũng xin chia sẻ tiếng nói của luật sư Hoàng Duy Hùng cũng bảo lưu quan điểm của mình. Nếu như ngày 20 tháng 10 bà Nguyễn Phương Hằng quất trượt sư Thích Minh Tuệ, quất không đúng thì bà Nguyễn Phương Hằng phải bước qua viên gạch Hoàng Phi Hùng. Đó là anh vẫn bảo lưu ý kiến, vẫn tuyên bố rất là mạnh mẽ ở đây thưa quý vị. Thì trước khi vào nội dung thông tin chi tiết, Hiếu gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị trên kênh của Hiếu có ngày cuối tuần thật là nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Khi mà vào cái bài viết của nhà báo Hoàng Nguyên Vũ cũng như là cái sự chia sẻ của luật sư Hoàng Duy Hùng thì chúng ta cùng nói về cái câu chuyện lùm xùm của bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố là sẽ quất không trượt phát nào. Nếu như bà ấy không có nêu tên của sư Thích Minh Tuệ thì dư luận không có dậy sóng như bây giờ, đúng không quý vị? Phải chi bà ấy khéo một chút, bà ấy nói sẽ quất những cái người mà đi tu, lợi dụng lòng tin của Phật tử, ma mị Phật tử để mà trục lợi từ tiền cúng dường gì đó vân vân, thì bà ấy sẽ được ủng hộ rồi. Bởi vì nếu mà bà ấy nói như vậy á, thì chúng ta sẽ biết rằng bà ấy sẽ quất những cái ông thợ tu sàm tăng thích cúng dường, đúng không ạ? Nhưng đằng này thì chỉ nghe là bà ấy nêu đích danh tên của sư Thích Minh Tuệ, cho nên là đối với những ai mà yêu kính sư từ bấy lâu nay đó, rất là bức xúc với câu nói này. Bởi vì thầy Thích Minh Tuệ đã bỏ đi hết tất cả những gì mình đã có để mà đi tu học theo lời Phật dạy 13 hạnh đầu đà, thì sư còn có cái gì nữa đâu mà để quốc ở đây. Đó, nhưng mà tại sao thì lại nêu tên của sư thì chúng ta cũng không hiểu nổi. Cho nên là cái làn sóng dư luận hiện tại đây đang dấy lên một cái sự phẫn nộ và bức xúc đối với bà Nguyễn Phương Hằng, đúng không ạ? Nhưng mà đa phần thì Hiếu thấy là quý vị khán giả lên án về cái sự kiêu ngạo, cái sự ngông cuồng cũng như là những cái ngôn từ thô tục thiếu văn hóa của bà này, thưa quý vị, cũng như là cái bài viết của nhà báo Hoàng Nguyên Vũ nè cũng lên án về cái chuyện này đó thưa quý vị. Bởi vì chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta muốn thành công trong cuộc sống này á, trước tiên thì chúng ta phải có văn hóa ứng xử đó, rồi đối nhân xử thế chúng ta phải lựa lời mà nói, đúng không ạ? Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nhưng mà đối với những cái ngôn từ của cái bà CEO này thì không thể nào mà chấp nhận được, làm cho dư luận rất là bức xúc và lên án rất là dữ dội. Và cũng cho rằng đối với một người trên cương vị là giám đốc, danh nghĩa là CEO của một công ty lớn như vậy mà tại sao có những phát ngôn như vậy, không thể nào chấp nhận được. Không khéo thì sẽ để lại một cái hệ lụy không tốt cho giới trẻ, thưa quý vị. Bởi vì cái mạng truyền thông, cái thời buổi 4.0, 5.0 thì chúng ta biết rằng cái mảng thông tin thì giới trẻ luôn luôn sẽ vào đó cập nhật.
Đó, nhưng mà không khéo thì xem bà này nói thì cũng sẽ ảnh hưởng đúng không ạ? À? Đó, cho nên là mọi người đều lên án cái việc này. Còn cái việc mà bà ấy làm từ thiện á, thì bà ấy làm được á, thì phước bà hưởng thôi. Chứ đâu có ai hưởng đúng không quý vị? Đó, cho nên là không có ai đá động gì đến cái việc mà bà ấy làm từ thiện. Ở đây người ta chỉ lên án về những cái ngôn từ, cái thiếu văn hóa của bà thôi, để cho bà sửa lại nó sẽ tốt hơn nó khi mà lên trên mạng xã hội. À, không dài dòng nữa thì cho Hiếu xin chia sẻ cái bài viết của anh Hoàng Nguyên Vũ để xem là quý vị khán giả nghe, quý vị khán giả có đồng tình hay không nhé. À, anh ấy sẽ nói gì về cái bà CEO này? Mặc dù á, ở dưới cái bài viết này anh ấy cũng có nói một câu là xin phép bạn đọc không nhắc tên vì tôi không muốn gây thêm ám ảnh cho các bạn, có nghĩa là không có nhắc tên cái nhân vật mà anh nói. Nhưng mà cái bài viết này thì chúng ta nghe thì chúng ta cũng biết là anh đang nói ai ở đây, thì mời quý vị khán giả cùng nghe, quý vị khán giả có đồng tình hay không thì cũng để lại ý kiến góp ý nhé. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. À, bài viết có nội dung như thế này: bà ngưng cái giọng chát khát, vừa nói vừa nghiến, vừa mắt long sòng sọc láo liên trên mạng, cũng là từ thiện cho muôn dân đấy ạ. À, tưởng cư dân mạng bình yên được vài năm sau khi ai kia đi T30, và khi trở lại ai kia sẽ ăn năn hối cải với những sai phạm cũ, nhưng không, tiếp tục nhảy múa khoe mẽ chửi bới bằng cái giọng chát khát nanh nọc, hứa không bao giờ like nữa vì ở trên đỉnh cao, chẳng biết đỉnh cao là gì, giàu thì chưa nằm trong top tỷ phú, làm từ thiện thì có làm, nhưng làm đến đâu, khoe và kể lể đến đấy. Nhưng thôi, cứ cho là trên đỉnh cao đi. Nhưng rồi như mọi lần, hứa xong lại chứng nào tật nấy, hình như đã nghiện khen bản thân, khoe nhiều tiền, nhiều kim cương và sung sướng vì được khen, được khoe thì sẽ không bao giờ bỏ được cái tật đó. Cái tệ hại là sau cái khen, cái khoe ấy làm sống lại một bộ phận công chúng hiếu kỳ, ngưỡng mộ vì cô nhiều tiền, cô làm từ thiện, cô nhiều kim cương, cô lo cho người dân, tưởng đã biết sợ luật pháp khi cô đi thì nay cô về. Chúng tiếp tục xả rác bẩn trên môi trường mạng xã hội bằng những ngôn ngữ bẩn thỉu. Hình như bộ phận này cũng như cô, không sợ luật an ninh mạng nói riêng và luật pháp nói chung. Có lẽ ai kia đã hoang tưởng rằng bộ phận này là dân, và những kẻ này cũng nghĩ mình là đại diện cho dân nên tiếp tục ăn càn nói rỡ, cái miệng leo lẻo chửi bới, chụp mũ. Chẳng có cái dân nào vô lối, vô giống, vô pháp, vô thiên như thế cả. Dân mình, người Việt mình, cơ bản cũng hiền lành, chất phác, đức độ, chứ đâu ra cái giọng ấy. Một người dân đàng hoàng, tử tế là người dân biết tôn trọng luật pháp, biết phải, biết trái, biết sai, biết đúng. Đằng này, cóc cần biết, chỉ cần tung hô bằng việc đi chửi bới, cay nghiệt và nanh nọc với những ai có thể mang lại sự nổi tiếng và sự ca tụng cho bản thân mình. Đến cả những ông chân đất đầu trần ăn xin nhân thế như ông Thích Minh Tuệ cũng không tha. Sau đó thì lưỡi không xương, tiếp tục nhiều đường lắt léo. Giờ nhìn cái mặt rất ác, đôi mắt long sòng sọc, cái miệng nanh nọc, nói thì nhiều mà liếc với nghiến còn nhiều hơn. Trong cái giọng chát khát, thực sự bị ám ảnh, dựng cả tóc gáy, làm ơn không ăn năn hối cải thì cứ việc. Luật pháp sẽ không phân định nhưng bớt gây sợ cho cộng đồng mạng được không? Có thể làm ơn làm phước trả lại bình yên cho muôn dân trên cõi mạng này được không? Ừ, làm từ thiện nhiều, xin được ghi nhận nhưng im lặng giùm cũng là cách làm từ thiện. Một cách tạo phước báo đấy, công đức vô lượng đấy. Đó là cái bài viết của nhà báo Hoàng Viên Nguyên Vũ cũng lên án về cái việc là sau khi ai kia đi T30 về
vẫn chứng nào tật nấy, vẫn lên kiêu ngạo, vẫn dùng những cái ngôn từ rất là bẩn bựa, rất là cay nghiến ở đây. Đó, thì làm cho mọi người rất là bức xúc, không riêng gì là anh Hoàng Nguyên Vũ này đâu. Nhưng ở chiều ngược lại thì cũng có không ít người vẫn là đang ủng hộ cho bà ấy, thưa quý vị. Đó, thì không hiểu là những cái người này họ sẽ nghĩ gì về những cái ngôn từ đó của bà CEO. Thì cũng rất mong là họ phải có một cái sự chia sẻ công tâm công bằng ở đây, chứ đừng có mà bưng bô bưng bít bất chấp như vậy, không tốt. Nó có thể là để lại một cái hệ lụy không tốt cho giới trẻ, không tốt cho đất nước mình, đó đúng không à? Đó, thì cũng cần phải là chấn chỉnh lại, đúng không vị? Thì cũng mong là pháp luật hãy nhìn ngó đó, đặc biệt là đối với luật an ninh mạng đó, phải có cái hướng xử lý đối với những người phát ngôn thiếu chuẩn mực như vậy ở trên mạng xã hội, làm gây nhiễu loạn cộng đồng, đúng không quý vị? Thì cũng rất cần là bên phía cơ quan chức năng xem xét cái sự việc này. Đó, thì ở đây anh Hoàng Nguyên Vũ cũng có nhắc đến cái việc là một người ở trên, tự cho mình là ở trên đỉnh cao, có hột sòn kim cương đó, nhưng mà đại đi ganh tị rồi buông ra những lời xúc phạm đến một người chân đất đầu trần như là sư Thích Minh Tuệ, thưa vị, thì làm cho anh cũng rất là bức xúc ở đây. Thì theo vị khán giả có đánh giá và nhận định như thế nào về cái bài viết của nhà báo Hoàng Nguyên Vũ, thì vị khán giả cũng để lại bình luận góp ý và nhận xét nhé. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều và cũng xin cảm ơn bài viết của nhà báo Hoàng Nguyên Vũ à. Và tiếp theo thì Hiếu mời vị khán giả cùng đến với cái sự chia sẻ cũng rất là chí tình chí lý của luật sư Hoàng Duy Hùng. Em cũng xin anh Hùng cho em một cái đoạn video clip mà anh mới vừa chia sẻ để gửi đến cho tất cả vị khán giả xem kênh của em được biết về cái sự việc lùm xùm có liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố ngày 20 tháng 10 quốc không trượt phát nào, quốc ai thì chúng ta còn chờ đợi xem nhé. Nếu mà quốc sai sư Thích Minh Tuệ của chúng ta, coi như là bà này sẽ mệt mỏi với luật sư Hoàng Duy Hùng ở đây, thưa vị. Thì mời vị khán giả cùng nghe anh Hùng chia sẻ nhé. Xin cảm ơn anh rất là nhiều và cũng xin cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều đã bỏ thời gian ra nghe nội dung thông tin trong ngày hôm nay ạ. Hồi sáng nay khi tôi đăng bài nói về một bài báo cũ lại được đăng trên báo Công an Nhân dân, và tôi cũng nghi ngờ ai đó đứng đằng sau chuyện này và thắc mắc có bao giờ dính líu đến bà Nguyễn Phương Hằng hay không. Thì tôi cũng trả lời có hay không tôi cũng làm. Những vấn đề liên quan thì tôi vẫn giữ lập trường như thế. Thế thì có những người nói anh Hùng khi nói về bà Nguyễn Phương Hằng đã không có nghiên cứu đủ, khi hôm qua thôi bà đã livestream, bà nói rằng ngày Chủ nhật 20 tháng 10 này bà sẽ nói rõ hơn. Nhưng bà vẫn bảo lưu quan điểm của bà về vấn đề không trượt phát nào. Nhưng chưa chắc là nói về sư Minh Tuệ. Cứ đợi mà nghe đi. Trước đó đó, thì có những YouTubers có làm chương trình nói rằng Hoàng Duy Hùng quay xe với bà Nguyễn Phương Hằng. Rồi phân tách những bài tôi nói chuyện. Đó là quyền tự do ngôn luận của họ. Nhưng tôi nói tôi chưa bao giờ quay xe. Tôi vẫn giữ lập trường của tôi. Trước khi mà bà Nguyễn Phương Hằng bị vô lò, bà có làm livestream. Thì những vấn đề liên quan đến vấn đề giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ những bệnh nhân, đó là những việc thiện tôi ủng hộ hết mình. Bà livestream bà nói về vấn đề ông Võ Hoàng Yên và những tiêu cực của những nghệ sĩ. Tôi ủng hộ việc nêu rõ như thế vì để cho người dân ở đây biết rõ sự thật. Tôi ủng hộ. Nhưng khi bà nói nhiều ngôn từ rất là ngạo mạn và đụng chạm tới chính quyền thì tôi cũng đã lên tiếng. Tôi nói bà nên ngưng ngay. Vì sao? Vì bà đang gây ra tai nạn. Thế khi mà bà vô trong lò, tôi cũng lên tiếng
lập trường của tôi dứt khoát như thế. Bà có những điều tốt nhưng có những trật lất. Tôi nêu lên những trật lất của bà và tôi nói rất rõ bà đã gây ra tai nạn nên bà mới bị ngồi tù như vậy, chứ không phải bị oan. Rồi những dữ kiện liên quan đến bà khi mà bà ra tòa cũng như là tòa đã có những việc mà giảm án cho bà, rồi bà được trả tự do sớm 3 tháng. Tôi cũng đã lên tiếng hết rồi. Lần nào cũng vậy, tôi khẳng định bà là một người tốt trong nhiều việc. Tôi ủng hộ việc tốt đó, không có nghĩa là tôi ủng hộ bà hoàn toàn. Nên bảo rằng là tôi quay xe không có đúng. Những việc bà làm sai tôi vẫn lên tiếng. Những việc mà bà phát ngôn bừa bãi tôi lên tiếng. Bừa bãi. Phát ngôn làm y như là thiên hạ không là gì hết. Ngạo mạn, rất là ngạo mạn. Nên bà là người có những điểm tốt, tôi nói như là một viên ngọc tốt, nhưng mà còn sắc bén quá, cần có thời gian, cần có gì đó, có những người giỏi để mà mài giũa cho nó sáng hơn. Như ông Huỳnh Uy Dũng là phu quân của bà, tôi nói là người có tâm, có tầm, giúp bà làm sao đó để mà sáng hơn. Bà không nên livestream nhiều. Rồi bà ra khỏi tù, bà phát ngôn làm y như bà bị oan. Tôi cũng đã có clip nói rất rõ là tôi không có đồng ý. Bà tốt điều nào tôi đồng ý điểm đó. Tôi ủng hộ những việc làm từ thiện, những việc làm vạch trần những tiêu cực của xã hội, của những nghệ sĩ, tôi đồng ý. Nhưng không có nghĩa là tôi là người có quan điểm giống bà 100%, hai cái khác nhau. Nên là ai đó nói rằng ông Hoàng Duy Hùng quay xe với bà Nguyễn Phương Hằng là điều tầm bậy. Tôi không có quay xe, quay xiếc gì hết á. Tôi là tôi. Thế hôm qua bà Nguyễn Phương Hằng nói rằng bà sẽ livestream vào ngày Chủ nhật này, 20 tháng 10. Bà sẽ quốc không trật phát nào nhé. Nhưng quốc ai, quốc như thế nào thì bà lại nói một cách khác. Bà cho rằng là bà không có gì với sư Minh Tuệ cả. Nước sông không phạm nước giếng, đó là câu nói của bà. Thế nhưng livestream kỳ trước bà nói như thế nào thì rõ ràng là nó khác nhau hết. Livestream kỳ trước bà nói chuyện làm cho người ta hiểu là bà sẽ quốc sư Minh Tuệ. 1000 người nghe như tôi đây chắc khờ lắm hay sao, nhưng mà nghe là hiểu là bà muốn quốc sư Minh Tuệ. 1000 người thì hết 999 người nghe hiểu như vậy. Nhưng hôm qua đó thì rõ ràng chính bà quay xe. Bà bây giờ là bị áp lực của những người thương mến và nhiều người, nên bà nói chạy đi là sẽ quốc ai đó. Bà sẽ quốc ai đó thì tôi cũng sẽ nghe. Để xem thử bà quốc như thế nào. Như bà nói, quốc ai, quốc như thế nào. Bà tự hào là chưa bao giờ quốc sai, không trợt phát nào mà. Thì bây giờ tôi muốn đọc một vài bài báo cũ thôi, để cho bà hiểu rằng là trong quá khứ bà có trợt phát nào hay không nha. Trong quá khứ bà có những điều mà phải nói rằng làm người ta cũng thắc mắc vô cùng. Nên đọc báo cũ không có nghĩa là để mà chỉ trích bà, mà đọc báo cũ để nhắc nhở bà. Coi chừng bà livestream ngày Chủ nhật 20 tháng 10 này đó, bà lại trợt đó. Vì trong quá khứ bà trợt rất là nhiều, chứ không phải là một lần, rất là nhiều. Bây giờ đó, bà mà trợt đó, thì nó lòi ra những vấn đề khác mà người ta đã và đang đặt vấn đề về vấn đề làm ăn của công ty du lịch Đại Nam. Có y như là như vậy hay không? Hay là mục tiêu của bà là gì? Thì bà cứ nghe báo cũ nói gì như thế nào nha. Báo cũ đây nè, tôi xin đọc báo Vietnamnet. Báo này đăng ngày 20 tháng 4 năm 2022.
2022, bà Nguyễn Phương Hằng với những tranh chấp tình tiền, đó là tựa đề. Bài này cũng ngắn thôi, nhưng mà có cho biết quá khứ của bà Nguyễn Phương Hằng khá nhiều. Sau đó tôi mới đọc những bài báo có liên quan đến mối tình của bà với ông Huỳnh Uy Dũng. Bà Nguyễn Phương Hằng từng là nạn nhân trong vụ cưỡng đoạt tài sản do đàn em Nam Cam thực hiện. Bà Nguyễn Phương Hằng có tên khai sinh là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, nên tên thiệt của bà là Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Sinh năm 1971, sinh năm 1971, tức là năm Tân Hợi. Cái tên Phương Hằng được đổi sau khi bà về sống với ông Huỳnh Uy Dũng, tức ông Dũng Lò Vôi. Bà Hằng tự giới thiệu năm 16 tuổi định cư ở Canada, lấy một người chồng Hoa Kiều, giàu có, nhưng chỉ vài năm chung sống, có với nhau một con thì người chồng qua đời. Như vậy bà nói bà năm 16 tuổi bà qua Canada. Bà sinh năm 1971, 16 năm sau bà qua Canada. Thời kỳ đó vấn đề Hoa Kiều bị trục xuất khỏi Việt Nam là ICEL. Thì không biết bà qua bên đó với dạng gì, vượt biên hay là như thế nào. Tôi cũng muốn tìm hiểu thêm chuyện này. Vì bà nói bà 16 tuổi bà qua, bà ở với một người Hoa Kiều giàu có, sau đó người đó qua đời, bà có một người con. Rồi bà Hằng tự kể, người chồng đầu để lại cho bà cùng con gia sản lên đến 18 triệu USD. Sau biến cố gia đình, bà mang toàn bộ tài sản về Việt Nam làm ăn. Như vậy là sau khi mà chồng bà mất, chồng bà là người Hoa mất ở Canada, thì bà mang về Việt Nam, nếu bà nói là toàn bộ gia sản là khoảng 18 triệu Mỹ Kim không? Lúc đó về. Bà kể tiếp, bà Hằng cho rằng nhờ tài sản mang từ nước ngoài về, bà đã trở thành doanh nhân thành đạt khi đầu tư kinh doanh nhiều lĩnh vực như bất động sản, trồng rừng, thời trang. Thời điểm mà thập niên 1970-1980 mà có 18 triệu Mỹ Kim ở bên Việt Nam này mà mang về thì lớn lắm. Đầu tư như thế nào, mang về như thế nào, tôi cũng muốn xem thử như thế nào đó. Vì đây chính do lời bà kể và Vietnamnet lại cho biết như thế. Trong quá khứ, bà Hằng với cái tên Nguyễn Thị Thanh Tuyền lại xuất hiện một phần trong chuyện làm ăn trong chuyên án Nam Cam và đồng bọn. Thế bà mới kể nhiều lắm thì báo Vietnamnet mới đưa ra cái bài kể của bà với công an. Thì họ tóm lược như sau. Được biết, 3 năm sau kể từ khi người chồng đầu mất, năm 1997, bà Hằng về Việt Nam và chung sống như vợ chồng với Đỗ Đạt Giang. Như vậy là bà qua Canada, lập gia đình với một người Hoa giàu có. Được biết, 3 năm sau kể từ khi người chồng đầu mất, năm 1997, bà Hằng về Việt Nam và chung sống như vợ chồng với Đỗ Đạt Giang. Như vậy là bà qua Canada khi bà 16 tuổi là năm 1977. Bà ở với một người Hoa giàu có. Và người Hoa giàu có đó mất, bà có một người con. Sau 3 năm thì bà nói là tài sản khoảng chừng 18 triệu Mỹ Kim bà mang về. Bà mang về như vậy là năm 1997. Thế Đỗ Đạt Giang, sinh năm 1964, ngụ tại quận Phú Nhuận, một đàn em của Nam Cam. Như vậy là bà về là bà dính với đàn em của Nam Cam. Mà Nam Cam thì chuyên án đó nổi tiếng, dính líu đến nhiều chuyện. Bà là ai? Đó là câu hỏi luôn. Bà là ai? Vậy thì bà dính với Đỗ Đạt Giang, sinh năm 1964. Vậy thì
cái dính đó nó có phải là kháng khít hay là một cái trượt của bà? Nó là cái trượt hay không? Khi mà Đỗ Đạt Giang là đàn em của Năm Cám, thấy không? Thế bà nói rằng là bà không có trượt thì bây giờ có phải là cái trượt hay không? Hai người thuê căn nhà ở đường Trường Sơn, quận Tân Bình để sống rồi mua lại căn nhà này. Theo kết luận điều tra, bà Hằng khi đó tên Tuyền khai. Bây giờ khi mà mình tên cũ là tên Tuyền, mình tự nhiên mình đổi tên là có gì đó. Ai đó đổi tên thì là có gì đó. Có thể là một cái tốt hơn, cũng có thể là một tiêu cực. Đã nhiều lần bị Giang đánh ép thêm tên y vào giấy mua bán nhà. Như vậy là Đỗ Đạt Giang, bà lúc đầu bà gặp với 18 triệu Mỹ Kim lúc đó, thì đó là cái trượt hay đó là một phát chính xác? Hỏi bà Tuyên đó, tức là bà Nguyễn Phương Hằng đó. Bà trả lời đi. Không. Giang còn tìm đến gây sức ép buộc mẹ bà Hằng phải đưa ra giấy tờ căn nhà, ép bà Hằng viết xác nhận không có tranh chấp. Sau này khi khai báo tại cơ quan công an, Đỗ Đạt Giang không thừa nhận cưỡng đoạt căn nhà. Bà nói một đường nhưng mà ông Đỗ Đạt Giang nói trước cơ quan pháp luật khác, thấy chưa? Giống như bà tố cáo người này người nọ sau này đó, thì họ lại có những tố cáo khác. Nên bà có trượt hay không? Bà đừng nghĩ rằng là bà có thể có tiền là muốn nói gì cũng được hết à. Nên là tôi cũng đã khuyên bà không nên làm livestream bây giờ, từ từ đi, chuyện đâu còn đó mà. Làm gì mà phải vội vàng thế? Cho rằng mình bỏ tiền mua, bà Hằng, tức bà Tuyền chỉ là người đi cùng. Thậm chí khi bà Hằng vay 7 lượng vàng với lãi suất 3% một tháng của một người khác để trả tiền cho chủ nhà, thì chính Giang là người ký giấy. Mẹ của bà Hằng còn tố cáo Đỗ Đạt Giang đã làm khó dễ, đe dọa để chiếm đoạt 10 lượng vàng. Nguyên nhân là mấy mẹ con bà chung mua một căn nhà ở Gò Vấp, nhưng trong thời gian bà Hằng chung sống với ông Giang, thì ông này đã giữ chìa khóa. Cuối cùng, mẹ của bà Hằng phải giao cho Giang 5 lượng vàng mới không bị làm khó dễ trong việc bán nhà. Sau khi chuyên án Năm Cam nổ ra, ông Đỗ Đạt Giang bị bắt, mẹ con của bà Hằng đã có đơn tố cáo. Tức là đơn tố cáo là chỉ sau khi ông Giang bị bắt thôi. Chứ nếu mà ông Giang không bị bắt thì chưa chắc có đơn tố cáo. Từ tố cáo của hai mẹ con bà Phương Hằng và một số những người khác, Đỗ Đạt Giang phải lãnh án 7 năm tù tội cưỡng đoạt tài sản. Đến năm 2006, bà Hằng kết hôn với doanh nhân Trần Văn Thìn, sinh năm 1963, quê Bến Tre. Như vậy, lúc này bà Hằng mới có 35 tuổi thôi, thì bắt đầu có 3 đời. Người Hoa ở Canada, Đỗ Đạt Giang, rồi đến ông Thìn là đời thứ 3, Trần Văn Thìn. Nhưng trước đó 5 năm cả hai góp vốn, tức là năm 2001 là đã góp vốn rồi. Góp vốn tỷ lệ 50-50 thành lập công ty Đông Nam Long, trụ sở quận Bình Thạnh để đầu tư vào dự án trồng cao su. Cuộc hôn nhân của bà Hằng với ông Thìn chỉ kéo dài chừng 2 năm. Năm 2006 kéo dài đâu đó rồi gặp ông Huỳnh Uy Dũng. Có một con chung thì ly hôn. Tòa phán quyết con chung theo mẹ, phần tài sản hai bên thương lượng giải quyết. Chuyện của ông Thìn thì còn có nhiều báo chí, truyền thông, nhiều bài báo cũ lắm. Nhưng tôi chưa muốn đọc ra nơi đây. Tôi chưa muốn đọc. Và ông Thìn ông tố cáo như thế nào thì lại là một chuyện khác. Vậy thì Đỗ Đạt Giang là một cái trượt không? Ông Thìn như thế là có phải cái trượt không? Người thứ hai, tình duyên là gì đó của kiếp trước hay là gì đó của nghiệp của mình? Tôi rất tôn trọng điều đó. Nhưng mà nói rằng như thế đó mà bảo rằng là mình không có trượt phát nào á, thì cẩn thận đi. Cẩn thận nhé, chứ không phải là đùa đâu.
Bây giờ ông Thìn ông còn nhìn chứ còn ông còn đưa ra những cái bằng chứng như vậy thì nếu khui lại không đơn giản chút nào. Hai người trước đó có thống nhất giải thể công ty. Ông Thìn nhận 200 hecta cao su, còn bà Hằng cùng con nhận 360 hecta. Chỉ 2 năm sau, đường ai nấy đi với ông Thìn. Tức là năm 2008 là đường ai nấy đi rồi. Và bà Hằng kết hôn với doanh nhân lớn hơn bà chục tuổi, ông Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng Lò Vôi. Hãy nhớ đó, lúc đó ông Huỳnh Uy Dũng còn đang ở với bà Trần Thị Tuyết. Ông Huỳnh Uy Dũng sinh năm 1960. Và bà Trần Thị Tuyết thì sinh năm 1954, lớn hơn ông Dũng 6 tuổi. Thế bà Hằng là lúc đó đó là đang ở với ông Thìn. Năm 2007-08 là đang ở với ông Thìn. Năm đó đó ông Huỳnh Uy Dũng thì đang ở với bà Trần Thị Tuyết. Ly dị bà Trần Thị Tuyết năm 2010 và lấy bà Nguyễn Phương Hằng. Thì bà thấy như thế đó, người đời người ta nhìn vào, có phải đó là bà mở ngoặc đóng ngoặc là tiểu tam giật chồng hay không? Nên đừng có lên tiếng vội vàng. Nếu bà lên tiếng vội vàng thì cái lôi những cái chồng báo cũ này ra đó thì cũng đủ thấy nhiều vấn đề rồi. Tuy nhiên giai đoạn đó ông Dũng đã phải tích cực hỗ trợ vợ trong việc giải quyết tài sản tranh chấp với chồng cũ. Tức là ông Dũng lúc đó còn đang ở với bà Tuyết thì cũng đã phải hỗ trợ cho bà Hằng để giải quyết với ông Thìn. Lạ thế đó chứ. Rồi sau đó thì chính ông Dũng ly dị với bà Tuyết. Mà gia đình của ông Dũng và gia đình bà Tuyết không chịu, ông vẫn ly dị để rồi cưới bà Hằng. Bài báo tiếp. Kết cục ông Thìn dính án tù cả chục năm về các tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, cụ thể cơ quan tố tụng kết luận. Ông Thìn lén lút duy trì hoạt động công ty, làm giả chữ ký của bà Hằng, lúc đó tên Tuyền, để chuyển công ty về Bình Phước, làm giả một số giấy tờ để được cấp giấy đăng ký kinh doanh, con dấu mới. Đến với cuộc hôn nhân với ông Dũng Lò Vôi, cái tên Nguyễn Phương Hằng mới chính thức thay cho tên Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Như cuộc đời sang một trang mới, đây là cuộc hôn nhân có thể nói là dài nhất trong đoạn đời đầy sóng gió của bà Hằng. Sau này người ta mới thấy bà Hằng khoe kim cương, những sấp sổ đỏ, siêu xe, rồi dính vào những tranh chấp đấu tố đầy thị phi trên mạng xã hội lẫn đời thực. Đó là bài báo của Vietnamnet viết vào tháng 4 năm 2022. Thế tôi xin đọc một bài báo cũ hơn nữa. Đó là báo Tiền Phong viết vào ngày 23 tháng 11 năm 2014 với tựa đề là Đường tình sóng gió của đại gia nghìn tỷ Dũng Lò Vôi. Vượt qua bao sóng gió, trắc trở và điều tiếng của dư luận, ông chủ khu du lịch Đại Nam, đại gia Dũng Lò Vôi và bà Nguyễn Phương Hằng đã đến được với nhau, và kết quả của tình yêu sóng gió này là quý tử đẹp như thiên thần. Về mối tình đầu với người vợ cả, được biết sau khi xuất ngũ, ông Huỳnh Uy Dũng, cũng được viết là Huỳnh Phi Dũng, vào sinh sống ở Bình Dương và kết hôn với bà Trần Thị Tuyết, lớn hơn ông 6 tuổi, là con gái ông Ba Thu, giám đốc sở nông nghiệp tỉnh Sông Bé bấy giờ. Sau đám cưới, tài sản duy nhất của vợ chồng ông Dũng lúc đó là chiếc xe máy cũ trị giá 3 chỉ rưỡi vàng của bố mẹ vợ cho con gái làm của hồi môn. Ông bố vợ xin cho con rể vào làm nhân viên ở phòng tổ chức cán bộ công an tỉnh Bình Dương. Một thời gian sau, Dũng được chuyển qua phòng hậu cần. Như vậy là ông Huỳnh Uy Dũng là một người bộ đội ở
Bình Định vào Bình Dương và cưới bà Trần Thị Tuyết, lớn hơn ông 6 tuổi. Nhạc phụ là ông Ba Thu, là giám đốc Sở Nông nghiệp, đã nâng đỡ ông Huỳnh Huy Dũng, giúp ông vào làm việc trong phòng cán bộ của công an tỉnh bấy giờ. Rồi từ từ ông lập nghiệp, từ từ ông lập nghiệp và ông thành công. Như vậy là bên vợ cả lúc đầu đã đóng một vai hỗ trợ cho ông lập nghiệp. Ông Dũng và bà Tuyết có hai con trai và con gái út. Qua tập 1 của ông Dũng với bà Trần Thị Tuyết là có hai trai và một gái. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này đã kết thúc sau ngày lễ mừng thọ Linh Đình, 10.000 khách mời của mẹ ông Dũng, không lâu. Người quyết định chấm dứt kết thúc cuộc hôn nhân này được cho là Đại gia Dũng. Vậy là sau khi mà làm lễ để thọ cho mẹ với 10.000 khách tham dự rồi đó, thì bắt đầu ly hôn. Bà mẹ và các em ông Dũng không một ai đồng tình với việc này. Rõ ràng ông Dũng là nhờ bên phía của bà vợ cả, bà Trần Thị Tuyết để lập nghiệp mà. Nên gia đình của ông Dũng cũng không đồng ý, không một ai đồng tình luôn. Ông Dũng tuyên bố từ bỏ tất cả. Để chấm dứt bi kịch đó, bà Tuyết đã chấp nhận ly hôn sau mấy lần không đồng ý. Vậy ai là người đứng xen kẽ vào đời sống gia đình giữa ông Huỳnh Uy Dũng và bà Trần Thị Tuyết? Lúc đó bà Nguyễn Phương Hằng, tên là bà Tuyền đó, còn đang ở với ông Thìn nhé. Rồi xen kẽ vào cuộc sống của bà Tuyết, như vậy có phải là hành động tiểu tam giật chồng không? Để rồi ly dị cưới bà Hằng. Rõ ràng như vậy, báo chí viết như vậy đấy. Bà Tuyết và ba đứa con yêu cầu tài sản chia làm ba phần. Ông Dũng một phần, bà Tuyết một phần, ba người con một phần. Trước khi chia, nhờ một cơ quan kiểm toán độc lập xác định rõ tài sản, công nợ, ông Dũng khi đó đã đề nghị tòa không can thiệp việc phân chia tài sản mà để hai bên tự quyết. Trong số ba người con với bà Tuyết, người con trai đầu tên là Huỳnh Trần Phi Long, từng được ông Dũng giao cho vị trí tổng giám đốc công ty Đại Nam. Sau khi công ty thành lập năm 1996, đổi tên thành công ty Đại Nam. Có thể nhận thấy Phi Long từng nhận được sự yêu quý rất lớn của người cha khi vị đại gia này đã quyết định lấy tên con đặt tên cho một công ty do ông thành lập, công ty Phi Long. Vậy là công ty Đại Nam, khu Đại Nam là được thành lập năm 1996. Đó là gốc. Quen biết với bà Nguyễn Phương Hằng là khoảng năm 2007-2008, tức là 10 năm sau khi mà khu du lịch Đại Nam đã được thành lập. Bà Nguyễn Phương Hằng chỉ là người đến sau. Bà chỉ là người đến sau thôi. Nhưng mà bà có những việc làm phải nói rằng là thành công, tốt cho công ty Đại Nam. Và sao? Thì chúng ta thấy là sóng gió rất là dữ. Bà cho rằng bà không trượt phát nào, có lẽ là một trong những gì đó chọn ông Huỳnh Uy Dũng là không trượt. Nhưng sau đó đó, với những lời mà ông Võ Hoàng Yên đã thu âm phát lên, gọi là nhìn thấy ông Võ Hoàng Yên là tình yêu nó nổi cuồn cuộn lên, và người ta đã gọi bà Tuyền cuồn cuộn là đủ hiểu rồi. Vậy thì cái nổi cuồn cuộn đó đó, nó có phải là một phát trượt hay không? Và nếu là một người khác không phải là ông Huỳnh Uy Dũng thì có chịu nổi được không? Khi mà bà quá khứ trước đó là đã có ba đời rồi, và còn như thế nữa thì sao? Nên bà bây giờ cứ hâm người này hâm người nọ lên trên mạng thì bà nghĩ như thế nào? Nếu bà tiếp tục thì tôi sẽ đọc nhiều thứ báo cho bà nghe. Đọc rất là nhiều báo cho bà nghe luôn. Sau khi ly hôn, vốn kinh nghiệm kinh doanh từ năm 25 tuổi, bà Hằng tập trung điều hành công ty chuyên kinh doanh về lĩnh vực bất động sản, trồng cao su và siêu thị thời trang.
Vào thời điểm tháng 9 năm 2007, khi đại gia Dũng bắt tay vào xây dựng khu du lịch Đại Nam, cũng là lúc hai người quen và nảy sinh tình cảm với nhau. Đó, thấy chưa, lúc mà bà đang ở với ông Thìn thì bà quen với ông Dũng, nảy sinh tình cảm. Và lúc đó thì ông Dũng đã có ba người con với bà Trần Thị Tuyết đang sống rất là hợp pháp. Bà là người xén bảo, đúng không? Và nếu người thường nói như vậy là tiểu tam giật chồng, đúng không? Đúng. Mà bà cứ đi hâm người này hâm người nọ. Bà hãy nhìn lại quá khứ của bà, chính báo chí chính thống của Việt Nam lên tiếng rồi đó, nhiều lần lắm. Đây là những báo cũ rất là nhiều. Bà, như tôi khuyên rồi, bà làm được những vấn đề rất tốt thì bà hãy tập trung vào việc xây dựng những việc tốt đó. Còn bà không nên nói những cái gì khác của người khác nữa. Kẻo á, bà sẽ bị khẩu nghiệp. Nhất là bà mà đụng tới một vị người ta bỏ hết tất cả. Người ta là người tu không quan tâm đến đời nữa, chỉ có bình bát thôi. Đó là cái lõi nồi cơm điện. Bà tưởng rằng bà đem cái hạt kim cương nghìn tỷ của bà để đấu với cái lõi nồi cơm điện à? Chưa chắc ai được đâu nha. Nên là bà tưởng rằng bà không ai biết quá khứ bà. Báo chí của Việt Nam nói đầy đấy rồi. Thế bà cứ lên tiếng đi. Tôi đang đợi đó. Và tôi đã nói rồi, bà mà lên tiếng không có bằng chứng dữ kiện đầy đủ mà cứ lấy cái gì gọi là thuyết âm mưu, tôi nói trước cho bà nghe luôn. Tôi chưa bao giờ quay xe. Tôi đứng về phía chính nghĩa. Bà phải bước qua cái viên gạch đầu tiên là tôi sẽ có góc nhìn của tôi. Nói thẳng. Và cũng nói luôn những YouTuber kia bảo nó là Hoàng Duy Hùng quay xe. Hoàng Duy Hùng chưa bao giờ quay xe hết. Hoàng Duy Hùng có lập trường của Hoàng Duy Hùng. Bà Nguyễn Phương Hằng là bà Nguyễn Phương Hằng. Hoàng Duy Hùng là Hoàng Duy Hùng. Nói trước như vậy luôn. Dạ, xin kính thưa quý vị khán giả, đó cũng là nội dung thông tin trong ngày hôm nay mà Hiếu muốn gửi đến cho tất cả vị khán giả được biết, có liên quan đến sự việc lùm xùm của bà Nguyễn Phương Hằng mấy ngày vừa qua. Trong cái sự việc là bà gợi ý là sẽ quất không trượt phát nào vào ngày 20 tháng 10. Đó, thì theo vị khán giả có đánh giá và nhận định như thế nào về cái sự việc này? Thì cũng rất mong là vị khán giả để lại bình luận góp ý và nhận xét nhé. Video hôm nay cũng khá dài, cho Hiếu xin được tạm dừng ở đây. Một lần nữa cho Hiếu xin được kính chúc tất cả vị khán giả xem kênh của Hiếu có ngày cuối tuần thật là vui vẻ, bình an và hạnh phúc ạ. Còn bây giờ xin kính chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video tiếp theo.